trảm 6 gói thầu chậm tiến độ sân bay Long Thành, xem xét lại một nhà thầu. Ngày 17 tháng 10, trao đổi với phóng viên báo Lao động, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh cho biết, trong 6 gói thầu chậm tiến độ tại dự án tái định cư sân bay Long Thành, ban đang xem xét đối với một nhà thầu đã tích cực thi công trở lại trong thời gian qua. Dự án xây dựng các công trình xã hội tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, khu tái định cư sân bay Long Thành có 11 công trình gồm 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở, 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa, 1 trụ sở ủy ban nhân dân xã với tổng giá trị là gần 228 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới hoàn thành 2 công trình gồm trường mầm non Suối Trầu và trụ sở ủy ban nhân dân xã, có 3 công trình đạt trên 70% đến 91% giá trị hợp đồng và hiện đang thi công hoàn thiện. Còn 6 gói thầu đang bị chậm tiến độ, các công trình này mới chỉ hoàn thành khoảng 18% đến 20% trên tổng khối lượng cần thi công. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai, đối với gói thầu số 23 xây dựng chợ, nhà thầu đã huy động lại công nhân để tiếp tục thi công trong khoảng 1 tháng vừa qua. Chính vì vậy, gói thầu này đang được xem xét đánh giá để cho nhà thầu tiếp tục thi công. Nhà thầu cũng đã huy động hơn 20 công nhân thi công trở lại. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh vẫn trong quá trình xem xét để nhà thầu tiếp tục thi công để tránh đứt gãy dự án, chưa có văn bản chính thức. Do đó, nhà thầu phải thể hiện được nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình, nếu không, ban vẫn cương quyết thanh lý hợp đồng.